AFK Mobi. Vào ngay đi chơi gì? AFK Mobi. Bao game chất lượng chơi ngay không phải nghỉ. AFK Mobi. Hello, xin chào mừng tất cả anh em đã đến với kênh YouTube của AFK Mobi. Và hôm nay có bạc sẽ giới thiệu anh em một con game mobile sắp về Việt Nam có tên gọi là Thiếu Niên Vô Song Mobile, đến từ nhóm ảnh Ace Game. Con game này sẽ được phát hành trong tháng 9 này. Và ở đây thì mình đang chơi thử trước cái phiên bản tiếng Trung của tựa game này nha. Đây là một con game đấu thẻ tướng có lối chơi 6v6. Các bạn thấy là game này thì có đồ họa 2D và cái đề tài của game là đề tài thần thoại. Có một điểm khá thú vị là con game này nó đã được phát hành tại thị trường Trung Quốc 6 năm rồi, tồn tại 6 năm. Các bạn thấy game mobile mà tại thị trường Trung Quốc mà 6 năm thực sự là rất là bền bỉ. Thì đây là những cái đặc điểm đầu tiên của con Thiếu Niên Vô Song Mobile này. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau trải nghiệm nhé. À, các bạn, mình sẽ đặt tên. Game này thì các bạn sẽ không thể đặt tên ký tự Latin được về cái game tàu mà. Kể cả việc các bạn trải nghiệm rất là khó khăn, các bạn phải sang binh tên rồi chứng minh thư các kiểu. Đây, về cơ bản thì con Thiếu Niên Vô Song này có lối chơi đấu thể tướng rất là quen thuộc thôi. Thậm chí là nó hơi cũ bởi vì là nó cũng ra mắt cái đây lâu rồi ấy. Nên các bạn thấy đấy là hình ảnh nhá. Nó cũng rất là đơn giản, hình ảnh 2D và nó không nhiều animation cho lắm. Đấy, cái điểm chắc là thú anh em nhất là ở cái phần đấy, lúc mà nhân vật nó tung chiêu thôi, còn cái lúc mà nhân vật cử động chiến đấu thì nó không có gì cả, nó hơi bị đơn giản ấy. Kể cả các tính năng rồi cơ chế gameplay thì nó cũng khá là lâu rồi, khá là cũ, nó không được như những con game đấu tướng thế hệ mới bây giờ. Đấy, các bạn thấy là nó rất là đơn giản luôn ấy, và nó sẽ chơi nó hơi cổ điển tí của dòng game đấu tướng hồi xưa. Đấy, ưu điểm của cái kiểu như này thì là đồ họa rất siêu nhẹ luôn, không kèn cấu hình. Đấy, không kèn cấu hình, chơi rất thoải mái. Bù lại thì với một số bạn thì sẽ cảm thấy là cái kiểu đồ họa này nó hơi đơn giản, anh em sẽ hơi không thích cho lắm. Rồi chúng ta có tính năng chiêu mộ này, thông qua tính năng chiêu mộ này các bạn có thêm các nhân vật mới. Rồi đây chúng ta sẽ có tính năng nhân vật này, các bạn thể tối đa là cả chủ tướng cả nhân vật chính thì có thêm 5 người khác là tổng cộng là 6 thành viên của mình. Có một điểm lưu ý nữa là game này thì nó có một cái là nhân vật nó cùng duyên với nhau thì nó sẽ kích hoạt kỹ năng hợp kích. Đấy, cái phần kỹ năng hợp kích này rất là quan trọng nha, sau này các bạn kết hợp tổ đội và trong chiến đấu thì đủ năng lượng thì hai nhân vật cùng duyên sẽ sử dụng kỹ năng hợp kích rất là mạnh mẽ luôn. Thì đây là một cái điều anh em cần lưu ý khi mà chơi con Thiếu Niên Vô Song Mobile này. Nói chung là cách chơi thì đơn giản thôi, thậm chí là quá đơn giản ấy. Đấy, nói chung là mình sẽ trải nghiệm, còn thích hay không thì tùy mỗi người. Đây, kỹ năng hợp kích này, bạn thấy này, nó đẹp khi mà nó sử dụng kỹ năng thôi. Còn lại phần animation thì nó làm quá đơn giản đi, nó chỉ là những cái hình ảnh tĩnh và nó xoẹt vài cái thôi. Kiểu này thì nó hơi cũ rồi. Rồi chúng ta sẽ đến với một phần là tính năng nâng cấp nhân vật nhá. Đây còn thấy là kể cả phần nâng cấp nhân vật nó cũng hơi loằng ngoằng một tí. Tức là gameplay thì nó cũ rồi, nó vì con game này ở bản Trung Quốc ấy, nó ra mất cách đây 6 năm rồi ấy. Gameplay nó cũ rồi, nó không được hiện đại như bây những con game đầu tư bây giờ nữa. Thậm chí là mình còn thấy là không có tính năng treo máy rảnh tay hoặc là thu thập nhanh các kiểu. Đấy, bạn nào mà hay chơi game đầu tư thì sẽ biết đúng không. Thì nhìn chung thì anh em sẽ có một con game có lối chơi nó đơn giản, đồ họa đơn giản, lối chơi đơn giản, được cái là nhẹ. Nhưng mà mình nghĩ là cái sức hút của con game này đến từ cái việc là game nó sẽ rất nhiều tính năng hoạt động các kiểu. Bởi nếu mà nó đơn giản như này, nó không hấp dẫn như này mà thì nó không thể tồn tại ở thị trường Trung Quốc 6 năm được đâu. Game ở thị trường Trung Quốc nó còn khốc liệt hơn Việt Nam cơ, vì có mỗi ngày hàng trăm game mobile ra đời ấy. Chúng ta có vượt ải nhận quà này, các bạn sẽ có những nguyên liệu để nâng cấp cho nhân vật của mình. Tiếp tục nha, chúng ta sẽ đi nâng cấp này. Chúng ta sẽ có phần gì đây? À, tiến bậc. Tiến bậc cho nhân vật từ xanh lá cộng lên xanh lá cộng 1, cộng 2, rồi xanh dương, nâng phẩm cấp của nhân vật đó. Đấy, mặc dù là mình không biết tiếng nha, nhưng mà mình chơi nhiều game thể tướng nên mình cũng có thể hiểu được game nó chơi như nào. Còn tất nhiên là để cụ thể các tính năng rồi hoạt động trong game ấy, thì mình nghĩ là chúng ta sẽ đợi cái phiên bản tiếng Việt thì nó sẽ cụ thể hơn. Hôm nay thì mình sẽ gọi là chơi trải nghiệm sơ qua thôi, cho anh em xem về đồ họa cũng như là gameplay của cái con Thiếu Niên Vô Song Mobile này. Đấy, con game này thì lấy cốt truyện là thần thoại Trung Quốc nhá, chúng ta sẽ gặp lại rất là nhiều nhân vật trong thần thoại như kiểu Thầy Trò Đường Tăng này, Tôn Ngộ Không, Sa Tăng, Đường Tăng, Chữ Bát Giới,
rồi các vị thần tiên ở trên trời như kiểu là Phật Tổ này, Quan Âm Bồ Tát này, rồi Na Cha Dương Tiễn đấy. Đây. Có cả đây, mình sẽ chiến đấu với Thác Tháp Thiên Vương Lý Tịnh này. Nhân vật có cái bảo tháp ấy rất nổi tiếng. Đây, có liên thông với cả xà tăng hợp kích, kỹ năng hợp kích này rất là mạnh luôn. Đấy, các bạn cố gắng được 3 sao nha. Rồi. Chơi đơn giản lắm, game này nó chơi đơn giản dã man luôn, cũng không có gì quá phức tạp cả. Tí nữa chắc là mình sẽ xem cái phần tỷ lệ quay tướng thôi để giới thiệu nốt cho anh em thôi. Đây chúng ta có tính năng cường hóa trang bị này, game hướng dẫn cũng rất là kỹ luôn anh em ạ. Đấy, để dành cho những người mới có thể để dễ dàng làm quen được. Rồi, đây. Ta tiếp tục nâng cấp nhân vật lên này. Cường hóa trang bị nhá cho nó khỏe. Đấy, cường hóa hết lên. Đấy, một set đồ là 4 món trang bị thôi. Và cường hóa hết cùng lúc này thì nó sẽ tăng cái bậc của cường hóa trang bị ấy. Nó sẽ kích hoạt một cái bậc này lên, nó sẽ cộng thêm chỉ số. Nói chung là cách chơi dễ hiểu lắm. Đây, mặc dù mà đây mình đang trải nghiệm phiên bản tiếng Trung nha. Đây, chúng ta sẽ có phần quay tướng này. Đó. Các bạn sẽ quay ra rất nhiều nhân vật khác nhau. Đấy. Rất là nhiều nhân vật, có cả Thỏ Ngọc, Hàng Nga, các kiểu. Đây, tỷ lệ quay tướng này, tướng cao nhất. Đây là quay thường thôi, thì chỉ được tướng đỏ và tỷ lệ có 1% thôi. Đấy, có đường tăng các kiểu này. Và nhân vật trong game mình, nếu theo mình đoán thì nó sẽ chia ra các phe là tiên ma nhân. Chắc thế. Đây, tiên ma nhân này. Hoặc là tiên ma Phật gì đó. Đây, phe ma này. Đó, kiểu Lữ Bố ấy. Rồi. Vẽ nó kiểu dạng chibi, game này vẽ nhân vật làm kiểu chibi ấy anh em. Đây, Na Cha các kiểu này. Đấy, cho anh em xem luôn. Đây là Phật Tổ đúng không? Đấy, không biết nữa. Nói chung là đợi bản tiếng Việt thì mình sẽ rõ hơn về các nhân vật. Đây, các bạn quay thường là quay đặc biệt thì sẽ cao nhất là tướng kim nhá. Là 2%. Có 4. Đấy, tướng kim này. Rồi tướng đỏ lên tới 8%. Đó. Và tướng cam lên tới 90%. Đấy, cho anh em xem qua hệ thống nhân vật. Đây, Ngộ Không đây. Này, không biết là ai. Đây là kiểu nói chung là một số nhân vật này thôi, không đoán bừa nữa, đợi bản tiếng Việt chúng ta sẽ trải nghiệm anh em ạ. Đấy, rồi đánh team đấu tiếp thôi. Đấy, về cơ bản là cái con game game này nó chơi nó như vậy thôi, Thiếu Niên Vô Song Mobile nhá. Tên game ở Việt Nam sẽ là Thiếu Niên Vô Song Mobile. Các bạn sẽ thấy là nó rất đơn giản. Và nói chung là mình nghĩ là nếu mà để có một cái sức hấp dẫn thì chúng ta sẽ phải chơi lên level cao, mở khóa ra các tính năng hoạt động các kiểu. Chứ còn hiện tại thì mình nghĩ là cũng không phải là ai cũng khoái cái kiểu gameplay nó hơi cũ nhỉ. Là gameplay nó cũ rồi, nó không được hiện đại như bây giờ ấy, có thể nhiều anh em sẽ không thích. Xem còn gì nữa, sẽ click thêm một tí nữa nhá. Đây, có đăng nhập nhận quà này. Được 2.800 nguyên bảo luôn. Mình sẽ đi quay tướng luôn nhỉ? Tôi sẽ đi quay luôn. Đây, giao diện chính này, rất là đơn giản. Thưởng rất nhiều nguyên bảo luôn anh em ơi.
Rồi, mình sẽ đi quay 10 lần luôn nhá. Mua cái vé quay này. 10 vé quay hết 2.000 mấy đấy. 2.800. Rồi, quay thử phát. Xem nhân phẩm nhá. À, đây cũng được tướng đỏ này. Đấy, tướng đỏ 8% thì tỷ lệ cũng khá là cao. Thường anh em sẽ chơi tướng đỏ. Tướng kim chắc là dành cho đại gia. Tỷ lệ có 2% thôi. Bây giờ mình sẽ lắp thử tướng đỏ nhá. Thật ra thì lắp nhà thì mình sẽ mất cái kỹ năng hợp kích. Nhưng mà tướng đỏ thì bao giờ tướng phẩm chất đỏ thì nó sẽ xịn hơn, nó đánh mạnh hơn là như tướng cam. Thôi, cứ ưu tiên như vậy đi. Chúng ta sẽ đi nâng cấp level các kiểu này. Thôi, tạm thời về đã. Cứ lắp bừa nhá, mất cái kỹ năng hợp kích nhưng mà không sao. Đấy, tiến bậc này. Đấy, các bạn sao tiến bậc nó có thay đổi hình dáng của tướng khi mà tiến bậc nữa cơ. Rất là hay. Đây là phần nâng level, các bạn hy sinh nguyên liệu hoặc là dùng cây tướng các bạn không dùng đến thì các bạn có thể nâng cấp lên, nâng level tướng. Kiểu chơi rất là cổ điển luôn đấy, một dòng game đấu tướng đấy. Để test thử tướng mới nha. Rồi, mình sẽ test thử tướng mới này. Đấy, rất là mạnh luôn. Bắn hai lần phát một hit một mạng luôn anh em ạ. Đấy, về cơ bản vậy thôi. Thì như vậy là Sói Bạc cũng giới thiệu nhanh cho anh em về một con game mobile sắp về Việt Nam có tên gọi là Thiếu Niên Vô Song Mobile nhá. Bạn nào quan tâm thì có thể theo dõi thêm thông tin của con game này. Game sẽ được phát hành trong tháng 9. Cảm ơn anh em đã theo dõi video này của Sói Bạc. Nếu thú vị đừng quên like, share, chia sẻ cũng như là subscribe cho kênh Akobi. Cảm ơn rất nhiều. Bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại anh em trong video tiếp theo. Bye bye. Chỉ đặc quyền ở FK Mobi, kho mini game tuyệt vời hoang mỹ, nơi mọi người vui cười không sầu bi. Quá tới thế cao, cho nhiều quá đi, vậy còn chờ chi? Chỉ ngày đi.